Nghe đồn nước trong quá thì không có cá. Thanh niên mang cần đi câu để chứng minh cho mọi người thấy. Đến khi thấy thì hồn vía lên mây. Theo đó một anh thanh niên có biệt danh vô sát cá. Quan cần tới đâu dính cá tới đó. Dù cho cá lớn hay là cá bé thì đều không thể thoát khỏi tay anh sau khi cá đã cắn câu. Do là mới mua cần câu mới nên tính mang ra tìm khúc sông view đẹp để mà khai cần. Khi ra đến nơi nước trong sông cạn tưởng đâu không có cá, thế nhưng vừa nhìn xuống đã thấy ngay con cá siêu bự siêu to. Nhưng mà nó lạ lắm, đang nằm chình ình ngay trước mặt đợi cần thủ quăng mồi. Không một phút giây chần chừ, thanh niên liền ném mồi ngay miệng con cá và nhận ngay cú tát trời giáng. Không những thế, con cá sấu còn dí theo anh thanh niên, khiến cho thanh niên phải vác cần bỏ chạy. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho người xem được phen phì cười, một vài bình luận được mọi người để lại. Con cá còn biết cắn mồi, rồi tự bò luôn lên bờ khỏi cần thanh niên kéo lên. Con cá sấu kiểu đang thư giãn ngâm mình dưới nước, tự nhiên thanh niên ất ơ ở đâu tới phá đám, hỏi sao người ta không dí theo. Thanh niên nhìn xuống tưởng túi gu xì tính dớt lên, ai mà có ngờ túi này biết cử động, lại còn hung dữ nữa, ai mà dám rớ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin Gì Hay để cập nhật thêm nhiều tin tức mới, nóng hổi mỗi ngày.